Theo anh đi tìm lại một phút yên bình. Ngày dù ngày vẫn những khó khăn, em vẫn rơi vào cùng những lúc thăng trầm. Nhưng cứ vui lên em, vì ngày mai lại một cơ hội để ôm trọn thế giới và tan vào những đêm đêm cuối đây. Xin chào quý vị nhá. Quý vị vừa mới được nghe một đoạn cái chất bát của cái con loa có mã là Kenwood SG550 các bác nhá. Cặp loa về hàng còn cực kỳ đẹp. Này các bác nhìn không ạ? Cực kỳ đẹp từ e căng cho đến vỏ loa. Đấy, em vừa mới quay một vòng cho các bác xem rồi đúng không ạ? Đấy, loa rất là đẹp nha các bác nhá. Và con này thì là một dòng loa của Kenwood có vỏ màu gỗ. Đấy, màu gỗ và có một điểm rất đặc biệt ở cái cặp loa này. Đấy là nó sở hữu là một cái bát màng nõm và một cái chép đom cũng là màng nõm luôn. Đấy, rất đặc biệt và chất đúng không? Rất đặc biệt luôn, đều là bát lòng chảo và nón lòng chảo hết nha. Đấy, từ chép cho đến bát đều là dạng lòng chảo. Đấy. Đấy. Và con này nó cho chất tép tiết bát rất là hay. Đấy, nhưng mà giá cũng rất là phải chăng thôi. Thì đôi này nhà em bán có 950 thôi nhưng mà tiếng rất là hay các bác nha, tiếng rất là hay luôn. Đấy, và công suất của loa là 30W trở kháng 6 ohm, hàng được sản xuất tại Malaysia nhá, tức là công ty của Kenwood Nhật Bản đặt tại Malaysia sản xuất nhá. Đây, các bác nhìn này, hàng quá đẹp quá chất luôn. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Đấy, con này thì nghe được cả các cái dòng nhạc remix cũng như là các cái dòng nhạc mà bolero đều rất là hay các bác nhá. Đấy. Đấy. Vì con này nó nắm giữ mà chất bass rất là sâu, chắc. Đấy. Đấy, các bác nghe, các bác biết rồi đúng không? Đấy. Và loa rất là đẹp nhá. Đấy. Kích thước loa như sau này. Đấy, kích thước loa như sau. Đấy. Đấy, kích thước loa như sau nhá. Loa có chiều ngang 14.5. Đấy. Chiều sâu là 21. Đấy. Và chiều cao của loa nhá. Đấy. Chiều cao của loa là 27cm. Đấy. Với đường kính nếu như em đo hết cái viền bên ngoài, tức là đến cái họng mà nó để thoát bát đây là 12. Còn nếu đo theo vành bên trong của nó nhá, theo vành bên trong thì nó theo cái gân nó là 10cm. Đấy. Loa bát nõm. Rất đẹp và chất đấy, thông hơi các bạn nhìn này. Đấy, thiết kế phải nói rằng là rất là đẹp và chỉn chu, đúng không? Đúng là dòng Kenwood cũng là một thương hiệu rất là lớn. Nên là thiết kế của nó rất nhiều đôi loa nhìn phải nói rất là đẹp. Đấy. Thì đây là đôi Kenwood là mã là SG550 nhá. Này. NSSG550. Đấy. Và đôi này thì nhà em bán là 950 nhá. Đấy, nếu nghe nhạc remix cũng rất là hay và nghe nhạc vàng cũng rất là hay nhá. Thì xin mời các bác nghe một đoạn chất âm của nó qua cái remix trước này. Sau đó em sẽ mở một đoạn chất nhạc
một lần thôi được thăm viếng mộ em. Bát oánh rất là sâu. Khi hay. Quen biết đến khi lìa xa cõi đời chúng mình chưa. Đây là các bác nghe cái tình chung nó ra không? Chuyện tình hai đứa vương bao là sầu. Chép rất là lầy ở sáng nhé. Chúa hãy tin lần đầu tiên ngày em đã thành dâu. Trời chưa tắt nắng khổ đau chưa lắng tôi hơn đã được tin người yêu mất. Nhật thực che phủ tương lai cuộc đời cả trời âm u. Tôi nhé người mến yêu đến kiếp sau. Cho tôi một lần thôi được thăm viếng mộ em. Chồng em hãy biết chẳng không ngờ xua đuôi người đã thiệt thua từ dạo đó. Nhật thực che phủ tương lai cuộc đời ai thắng ai đây. Đôi này thì đây, hàng quá đẹp rồi, em quay lại một lần nữa cho các bác nhá. Đây, em quay lại một lần nữa cho các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Rất đẹp nhá. Còn tất nhiên đây là hàng bãi thì nói chung là nó đẹp mấy thì đẹp, nó có thể nó vẫn sẽ có một vài vết nọ vết kia một tí nhá. Đấy, nó không phải là hàng mới. Đấy, nên là nếu như mà nó có một vài cái vết nọ vết kia một tí xíu thì là cũng quý vị cũng nên săn siêu một tí nhá. Đấy. Còn đây là nếu như mà nhìn tổng thể thì đôi này là nó quá đẹp rồi, rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Hoa màu vân gỗ rất đẹp nhá. Đấy nhá, quá tuyệt vời luôn các bác nhá. Đấy thì đấy nhá, em xin đọc lại giá của đôi này này, đôi Kenwood SG550 này nhá, thì là giá của nó là đi 950k nhá. Thì bác nào có nhu cầu mua thì hãy liên hệ sớm cho bên em theo số điện thoại là 0966594581 hoặc là 0979891682 để đặt hàng nhá. Loa này thì rất là chất và lạ. Đọc vâng, ok, em xin chào các bác. Vâng.